như quận 8, tao đang sống có cảnh vật rất yên bình, không giống như ở nơi khác có cách sống giống quê mình. Là một nơi không được đẹp nhưng thật ra rất là xinh, không nên nào thay thế được, không có xảy ra bất bình. Vì nơi đây là thế đó, mọi người sống rất tình nghĩa, không có ai là giang hồ, không phân chia ra lãnh địa. Dọc đường trên quận 8 được nối liền qua quận 5, các khu ga thì không có nhưng đi đường thì phải nắm. Khu phường sao cũng có đầy dãy các quán cà phê, không thua các quận khác nên vào đây đừng có chê. Anh em và homie là một thứ không phải thiếu, vì nơi đây là số 1 sẽ không kèm theo chữ kêu. Và 16 năm trôi qua tao đã định cư ở đây, người dân rất lương thiện không giống như quận tựa bay. Còn đây là Nhị Thiên Đường là nơi tao vẫn đang sống, mày vào được nơi đây nhưng lấy số đừng có mong. Quận 3 trong tim tôi và rồi bạn ơi hay nhớ đi thôi, để cùng nhau nhăn khoăn và dù cho đến mai sau, đồng trong tim mỗi người và cùng vượt qua bao khó khăn. Cái gì mãi mong quan tâm ở nơi đây mà thôi. Cái nào nói nhiều quận 8 nên mà tao được sinh ra, vùng đất cổ dân chơi nơi hôm mây nhiều bao la, cùng hài não cùng chân gió cùng đi chơi đây đó. Đi khắp nơi trong quận 8 bao cảnh đẹp nơi đây có, các bạn gái ở quận 8 ai cũng đẹp ai cũng xinh, không đối đòi không chơi khuya khi đã yêu thì yêu hết mình. Các bạn nam thì manly phong cách vừa đẹp trai, nói chung thì các quận 8 ai cũng đẹp ai cũng tài. Và nói thêm về quận 8 thì mọi người lại bị tấp nập, như cả những tử người nghèo thì luôn được bắt gặp. Và tình nghĩa là trên hết, mọi người sống với nhau, tối lửa thì tắt đèn, người quận 8 luôn sống có nhau. Tuy không lớn không tráng lệ như các quận khác đâu, người đơn giản mà quận có những nét riêng khác nhau. Và quận 8 hiên ngang với những tấm lòng chân thật, người lớn sống ở đây luôn là những con người chân chất. Quận 8 nơi trong tim tôi và rồi bạn ơi hãy nhớ đi thôi, để cùng nhau lên khuôn và dù cho đến mai sau, đồng trong tim mỗi người và cùng vượt qua bao khó khăn. Cái gì mãi một quan tâm ở nơi đây mà đây lại với quận 8 đầy tình nghĩa và yêu thương, là nơi nuôi tao khôn lớn, là nơi tao thường vấn vương. Còn đây là Nguyễn Văn Linh, là nơi tao đang theo học, là một nơi đầy tràn ngập các kỷ niệm thời học sinh. Quận 8 còn là nơi chứa đầy hoài niệm tuổi ấu thơ, lúc mà còn đi tắm mưa và còn thời tuổi mộng mơ, rồi nụ cười trên môi không suy nghĩ đến ngày mai, và cho đến ngày hôm nay thì cũng dần dần nhạt phai. Nơi đây rất không khó, vẫn còn nhiều người khó khăn, người đi bán vé số phải đi mỗi ngày trong nắng, còn người đậm ve chai để nuôi sống cho bản thân, nhưng họ vẫn đứng vững để không đi tới nước bần. Nghị lực họ rất cao, không có gì làm họ gục, vì tình người giúp nhau không bỏ mặc họ mỗi lúc. Và nơi ở quận 8 nó chỉ có mỗi thế thôi, vì nơi đây quận 8 chỉ có nụ cười trên môi. Quận 8 ơi trong tim tôi và rồi bạn ơi hãy nhớ đi thôi, để cùng nhau lăn khôn và dù cho đến